Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mọi người nhớ xem, like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nhé. Cá rô. Cá rô. Cá rô. Cá rô. Cá lóc. 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 Cá trời ơi trời, em còn nhiều thời gian em mời chị lắm à, Bình Định anh Dấu Yêu ơi, em còn nhiều cơ hội mà. Cái gì á? Mẹ con ăn chay mà chú Mỹ, mẹ con không giống nhắn tin nào. Ừ, chú mới tới, quay giùm chú luôn. Quay giùm chú luôn, con quay luôn. Dán xem à, thiệt á, bây giờ chú mới qua còn cho chú clip luôn. Trời ơi, quá dữ luôn. Đu hô. Đu hô, đu hô, cô đu hô. Cô đu hô. Có cái qua bển á, bà ăn chay, bà hứa cho con ăn chay tháng. Qua đu hô á, không có đồ chay nha. Không có đồ chay cái tự nhiên á. Bà thấy con gà, cái gì má đâu có lạp vườn. Con gà, cái gì này nọ đó. Cái xong rồi á, cái con xoay qua xoay lại. Chết mẹ, cái mít nằm đây nè con có nói quá trời cũng không nghe. Nó lại từ đầu. Hello mọi người, dán tiền à. Dán tiền. Dán tiền, dán tiền không có theo đạo. Dán tiền hôm bữa đi qua đu hô. Dán tiền nói á. Dán tiền nói á là dán tiền ăn chay một tháng. Cuối cùng á mọi người, dán tiền qua bên đu hô. Dán tiền không thấy có đồ ăn chay, dán tiền á đi kêu á đồ ăn này có gà đồ này nọ. Quay qua đây lại dán tiền ăn. Ăn thịt có hộp vịt luôn mọi người ơi. Ăn chay mà trời, hiểu tâm đạo ghê. Ăn chay thịt có hộp vịt. Còn nè nha, bà ác tâm ác miệng với tôi lắm. Trời ơi, tôi đóng vai thành Na Cha. Na Cha mang giúp Lào. Na Cha mà mang giúp Lào. Mọi người ơi. Dán tiền hiện nguyên hình đàn ông nè mọi người ơi. Dán tiền mọi người, dán tiền mọi người ơi. Nói tiếp đi cho đủ 8 phút vậy. Trời ơi mọi người ơi, còn chưa kể đâu. Con gái con đứa gì đâu mà mỗi lần xúc miệng á đưa nghe hai hàm răng ra. Không, bên em có mưa, bên em có mưa, bên em có mưa. Bên em có mưa đâu. Hàng chi bữa nào mấy khách tiếp đi Như Ý cho đủ. Tiếp đi Như Ý, tiếp đi con. Cho đủ 8 phút. Mới 2 phút rồi. Mọi người mày nghe đi. Trời xanh xanh lá. Hôm qua chơi mẹ. Bỏ nó đụng cái mít kìa. Bỏ nó éo đó. Ừ. Hát đi. Là một thằng con trai mà bê đê thì có ô mà chê. Rượu này không say phải uống. Thà để đó, còn cái ba lô của em sao? Để đó thôi chuối. Chuối. Rồi hết chưa? Con lộ của dán tiền ra luôn rồi. Con lộ nói rồi. Rồi cái mặt của dán tiền nè mọi người. Bà đang giận dữ. Mặt con ờ từ từ nó sổ ra hết à. Đang sức rồi. Nè cái nhìn mặt của bà nè. Nhưng ngu mà như. Trời ơi là trời, âm trì địa ngục. Âm trì địa ngục. Chị mỏng manh quá ha. Chị mỏng manh quá ha. Không có tỏi không cho mấy. Không. Lộn xin lép đi. Trời ơi, đâu? Bắt tay à. Bắt tay. Đi review đây Như Ý, đi giới thiệu. Mọi người ơi, đây là khu mì hến. Mì hến chua cay. Mì hến chua cay cấp độ 2. Chú 2. Bao nhiêu tiền một tô, giới thiệu từ giới thiệu 1 phút mà đi rồi. Dạ đây. Mì hến 30.000 một tô đầy đủ nha. Trời mọi người mà ai mà muốn ăn chay thì tới đây là đúng rồi. Còn ai mà có nấu có ăn con đang giới thiệu mà. Còn không ăn á thì kêu là đừng bỏ cay là được rồi. Đây mọi người, đây là quầy. Đây là quầy súp cua 15.000 một cái, là gồm có 5.000, 15.000 một ly. Là có hai cái trứng cút nha mọi người. Dạ rồi có cua luôn.
Dạ còn đây là nghiêu hấp Thái, nghiêu hấp xạ. Đó đây, ở đây có, ủa hôm nay có, ở đây có chân gà nướng, mề gà nướng nha mọi người ơi. Với lại hai cặp vú của con heo nữa nướng lên. Được ướp gia vị. Đây, sò điệp nướng mỡ hành, đó, sò điệp nướng trứng cút mọi người. Đây, đây là trứng cút của bà. Mỗi lần này, mỗi lần á là nướng á là được hai cái trứng cút giống như đổ bánh xèo vậy á. Bánh thọt. Nè mọi người nhìn nghe y chang bánh thọt luôn à. Bà thi to. Rồi đây. Ở bên đây. Ở đây chú bán vú. Vú chú không bán nha. Cái xong rồi chú còn bán hàu nữa, hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai, hàu nướng phô mai tỏi, hàu nướng tỏi. Này nọ đồ này kia. Nói chung là cũng được. Ăn ngon hay là được? Ăn ngon, rất là ngon. Mẹ mọi người, mẹ thi một lần ăn á là ăn hai món. Một hàu nướng mỡ hành, hai hàu nướng phô mai mọi người. À, qua đây. Tiếp tục. Chừng nào đủ vậy? Còn 2 phút ạ. Đây, đây là bánh tráng nướng bà Bảy, ai đưa là đẩy nha. Ở gồm bánh tráng nướng là gồm có thịt bò rồi. À đây đây, ông Bảy làm một cái thử luôn nè mọi người. Đó. Chú ăn không? Chú mua cho. Ăn gì? Trời ơi. Chú mua hả? Dạ ăn chú. Bán cho nó một cái đi. Bán cho một cái tí là con trả tiền. Đó. Đó thiệt ra là có một mà hành giới thiệu, nè, giới thiệu nguyên liệu nè. Nguyên liệu là có gồm có hành, hành là đầu tiên à. Rồi cái này là hành phi à. Bánh tráng nướng là phải có hành phi, bởi vậy múc hành phi đầu tiên. Sau đó là tới con ruốc, con ruốc xong rồi tới hành, hành xong rồi trứng. Rồi, tới thịt. Thịt rồi bỏ lên chảo rồi mới tới trứng. Bỏ lên lò nướng là mới tới trứng. Trứng gà ta hả? Trứng vịt. Trứng gà ta. Trứng gà ta ăn rất là bổ luôn nha mọi người. Bổ gì? Dạ, bổ sung cơ thể. Nhưng mà cái này mình có thể tiêm cho gà. Dùng để tiêm cho gà. Còn đây, ông Bảy, ai đưa là nhảy nữa nè. Đây là cái quầy của ông Bảy. Ai đưa là đẩy. Đây, ông Bảy gồm có gỏi Thái. Thì gồm gỏi Thái thì có ba khía. Có ba khía. Có ba khía và bò. Hello mọi người, đây là cái quầy gỏi Thái của anh Bảy và chị Bảy. Nghe nói ông Bảy ơi, đưa là nhảy. Quậy quậy. Ngon lắm mọi người ơi. Mọi người nhớ ghé qua hẻm 1005 Trần Xuân Soạn, quận 7. Mọi người ghé vô cái quầy gỏi này, gỏi gì cũng có. Có luôn bánh tráng nướng nè mọi người. Con vô YouTube mấy bà còn kể thêm. Dạ, con review cho khách đi. Đây. Đừng có đụng hàng. Con review đi. Đi đi đi. Rồi, bình định quá vô duyên luôn mọi người. Bình định rất là vô duyên luôn cả nhà. Người ta đang nói chuyện rất là vô duyên. Không có một cái văn hóa. Giữ cái tên Bình Định nha cả nhà. Ủa? Đây, cái quay đụng 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 quẹt quẹt quẹt. Thôi đừng có nói chuyện nữa, qua đây đi. Bên đây là người ta đang mít bên này mà. Ủa chị giới thiệu một lần thôi chị. Một chỗ thôi chị. Đúng rồi. Qua cái bên đây. Ủa cái tiếp, này là một cái quầy chôn, một cái quầy chôn là xin lấy muốn ai. Quầy chung bán khác món. Dạ chưa chị hai, quầy chung mà bán khác món được không? Nhưng mà nó cũng món có chị. Review món nào cũng được. Nè đúng chị hai, em nói chị hai nghe. Ở đây á là cái quầy người ta bự và báo qua bên đây cái quầy người ta nè. Chúc nhìn ác. Chút ác hà. Mà bà nói là chung giống nhau. Bây giờ chị muốn review nào, chị review. Rồi ok. Em lộn không? Rồi bây giờ chị muốn không? Rồi ok sao, lộn luôn. Vậy sao sao? Bây giờ chị muốn review cái khu nào để em biết em nè. Ủa bọn em ỉ em có hình em đè người người ta hả? Ủa chứ chị nghĩ chị có cái mặt vậy á, chị đè người chị hù được đấy, người ta. Chị lấy mụn chị chọi em á. Rồi em lấy bỏ em chọi chị á. Bây giờ mọi người đây là rồi qua bên khu này chị chú. Đúng rồi đó. Bỏ cô. Rồi đây đây mọi người. Ở đây là có con ruốc và đậu phộng. Ông Bảy rất là có tâm luôn. Mỗi lần con xin là cho ông Bảy. Cho miếng. Ông... cho mày nói có tâm thì không cho thôi. Ông Bảy xin là cho. Ừ. Chửi đi, chửi đi. Thôi, mua kìa. Cái bèo cái này rồi. Rồi ăn đi. Rồi. Rồi, ăn, ăn, ăn. Các ăn em được. Ừ. Rồi. Rồi, nói chị ra đi. Người ta tài trợ, người ta quay clip bánh tráng nướng như là con
gút như ấy sợi xem lét như ấy cái gì kệ bạn. Đây cầm em nhà review đi rồi mình cầm mình rồi, chạy mình vô bàn mình review. Ừ mình vô bàn mình đi mà bả gì mày hến đi. Ừ đúng rồi bạn ơi để đi lại mẹ Thi đi. Thôi đừng, mẹ Thi đang nói chuyện. Đi. Thôi rồi. Làm tô mì hến đi chú. Rồi ok. Rồi đây đi. Ai cho tiền vậy? Ăn. Rồi đi. YouTube ăn là gì? Con ăn. Rồi ok. Thôi, bà cũng kêu một cái nữa kìa. Ê, tí nữa bà xuống đây rồi sao chú? Thì xuống kệ thôi, thấy sao? Ăn đi. Wow, thật ra là ở trường của con cũng bán mấy cái này ở hàng rong á. Rất bán này nè, mẹ mỗi lần á là 10.000 cái á. Mấy đứa là phải mua, mua là cũng phải chia đôi vô ăn nữa. Ừ, giòn. Cái này 20.000 một bói. Trường học con bán rẻ 10.000 cái à. Còn trà sữa cũng 10.000 luôn. Gặp lại 20. Rồi xong trời, giết chú ra rồng rồi. Chú chơi rồng. Lấy mít luôn. Đúng rồi chú ơi, lấy mít lại luôn chú ơi. Đúng rồi, rồi chú ơi. Lấy mít luôn chú. Ăn không? Review nhanh lên tắt nè. Rồi chú. Lấy nè. Mọi người, đây là cái bánh trứng nướng bà Bảy mới vừa nướng xong luôn. Rất là ngon giòn á. Cho chú miếng đi. Giỡn ăn đi. Trời cứu ơi, không biết cứu là con trai con gái ngồi văn hán như thế nào. Bật một khách vô lại. Mẹ ơi, dạ. Cứu không mà. Cứu gì? Bình định giống yêu. Bình định giống yêu là con trai mà ngồi cứ văn hán ra hoài à. Mẹ. Bây giờ chú ngậm được không mẹ? Giờ tôi uống gì có người bao tôi cái dĩa anh. Bánh bột chiên quá à. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Dạ. Hết tiền rồi. Dạ. Chìm chìm dĩa bánh bột chiên đi. Không. Em review kỳ cột nhảy mẹ. Ngồi lên. Căng lắm. Trứng gà mà lấy em gì nè. Lấy em ăn đựng mấy chồng đỏ. Xong chưa để chú tắt nè. Trời. Dạ hai chồng hành nhiều hành nhiều. Rồi chào tạm biệt, nói kêu gọi mọi người ủng hộ kênh Bình Định Giáo Yêu đây thì tắt nè. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người ơi, nhớ ủng hộ kênh Bình Định Giáo Yêu nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nha. Kêu kêu ủng hộ kênh của mẹ luôn. Ủng hộ kênh Đi Và Các Thì Official nha mọi người. Nhớ like share. Mày bị Bình Định mua chuộc cái gì rồi mà mày quảng cáo quá vậy? Nhiêu vậy cái này nhiêu vậy? 20. Trời ơi là trời mày ăn được của chú Bình Định là mày mừng lắm đó nghe nghe. Chú Bình Định kẹo lắm con. Chú Bình Định khó ăn lắm ha. Khó ăn tiền của chú. Trời ơi cái cục đá mà chú dắt ra nước được đó con. Nghe không con. Thôi nghe máy bay đi. Bye bye mọi người. Mình xin phép kết thúc video clip tại đây. Mời các bạn xem vào một video clip tiếp theo. Bye bye.